Nha, hello tất cả các bác và xin kính chào tới thời quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của M2 Audio nhé. Đấy, hôm nay thì em bán cho được 2-3 đôi loa của dòng JBL 4012 này anh em ạ. Đó, thì trong buổi ngày hôm nay thì cửa hàng bên M2 Audio sẽ đi lắp luôn. Đó, ok chưa? Tí sẽ có video lắp cho tất cả các bác. Ở đây thì loa này thì nó là một trong những dòng loa của Mỹ rất là ok. Đấy, và JBL thì nó sẽ có hai bản để cho các bác lựa chọn. Đó là cái bản sản xuất tại Mexico và cái bản sản xuất tại China anh em nhé. Và đây thì em hay có một có cái dòng này là phiên bản thì nó là sản xuất tại Mexico anh em ạ. Đó, JBL mã con này là 4012 các bác nhá. Đây ạ, anh em có thể xem ở đây. Đó, em đang ở đây nhá, để cho nó dễ. Ok cho anh em. Đó, con này là KP4012 này, ok cho anh em. Và bản này là bản made in Mexico này. Đó, được chưa các bác, con này là hàng của Mỹ nha các bác nhá. Đó, cho mọi người hàng xịn đét 100% của JBL luôn. Đó, cái này thì em hay bán nó khá nhiều rồi, năm ngoái nó cháy hàng không có hàng, năm nay về thêm chục 20 đôi nữa chắc là cũng nhanh thôi. Đó, ok cho mọi người. Đó, và ở đây thì nó sử dụng ở đây còn một con tép neo. Đấy, cái dòng 2012 thì nó sử dụng cho nó là bát thường tép thường. Đấy, 6012 là bát neo tép neo và 4012 của nó sử dụng là bát neo bát thường và tép neo anh em nhé. Đó, đây là cái dòng bát của JBL đây anh em này. Đó, được chưa? Đấy, đó đây mọi người này, đó, bát của JBL đây các bác nhé. Đó, đây, đó, phân tần đây, phân tần của KP 4012 đây mọi người. Đó, và đây là tép này, tép JBL. Và con này thì đây này, tép của JBL thường thường nó sẽ phải là các bác xem này, từ cái đường cộng này, đấy, dương này, cái hiệu dương này, cái hiệu âm này, đó, nó dập nổi hết ở trên đây nhá. Và nó sẽ in nổi một cái chữ JBL ở trên đây luôn, nó dập nổi chữ JBL trên đây này. Đó, anh em nhà mình xem nhá. Này, để ý mua loa JBL này các bác phải để ý. Con tép này tuy nó bé như vậy thôi nhưng nó đánh cái tiếng rất là hay và rất là chất lượng luôn. Nó phân tần đây. Phân tần rất là khủng luôn. Đó, xem mọi người. Đó, hai cái bát, hai cái đèn chống cháy tép này mọi người này. Để cho các bác. Và đây thì các bác sẽ là xem và tham khảo. Đó, bây giờ thì em hai sẽ là đi lắp nhá. Để em đi lắp và em làm video đây. Mời tất cả các bác cùng nhau xem cái video em lắp trực tiếp tại nhà khách đây ạ. Mời tất cả các bác cùng nhau theo dõi nhá. Và vai áo em ba thế trắng mưa trên đồng mưa sao mưa nhỏ em đi đất cùng ta trải bao năm bao ngày mưa đất mong cho biển người mảnh đất. Hello tất cả các bác và xin kính chào tới toàn thể quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của M2 Audio nhé. Đấy, bộ loa này thì em cũng chưa có thời gian quay, hôm nay em sẽ quay lên cho tất cả các bác và anh em có thể là tham khảo qua kênh của M2 Audio các bác nhé. Đây là thì em lắp một cái bộ karaoke, nó sẽ bao gồm một đôi loa. Ngày trước là lắp đôi loa JBL 2012. Đấy, nhưng mà hôm nay thì cái loa JBL 4012 về thì bác chủ lại thích chơi 4012 nên là chúng ta sẽ là sử dụng đôi loa JBL 4012 và cái mã này nó sản xuất tại Mexico anh em nhé. Đấy, với mức giá là 21 triệu một đôi. Ok cho anh em. Đấy. Và ở đây thì sẽ có con một con trầm. Đấy, trầm điện của JD. Đấy, JD con này thì nó là bát 40
Và đây em sẽ lắp một cục đẩy của DL Cutix 650, 650W một kênh 8 ohm. Ok cho anh em một con vang đấy, cơ lai số dòng của JD KT750. Một con quản lý nguồn, cái quản lý nguồn này là tặng các bác nhá. Đấy tặng kèm. Đấy tặng kèm. Và một con gì ạ? À, một con mic của JD MI2. Ok cho mọi người. Thì tất cả các bác vừa mới nghe được cái chất lượng rồi. Với thực tế với anh em rằng là con loa này thì hầu như em không phải chỉnh cái gì các bác nhá. Đấy cứ vậy là chơi thôi, là rất là hay rồi. Đấy chỉ cần làm pha xong, có nghĩa là khi chúng ta có sắp thì chúng ta sẽ đồng pha để làm sao để kết hợp được cho những cái đôi loa nó ra một cái pha nó nhất định mà nó sẽ hay là ok rồi. Chứ đặc biệt là cái loa này thì hầu như là không phải chỉnh anh em nhá. Đấy và thì cái loa JBL 2012 này em cũng về thì hôm qua em có lên video cho anh em nhưng mà bận chưa lên được anh em nhé. Nên hôm nay em lên video và cho anh em nghe thử luôn. Đó, bác nào có cái nhu cầu thì liên hệ trực tiếp đến với cửa hàng bên em 2 Audio các bác nhé. Đấy giá em nói cho tất cả các bác rồi. Ok cho mọi người và cảm ơn tất cả các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.